Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Biết Tuốt Crypto, chuyên kênh giải mã tất tần tật các kiến thức crypto trở nên đơn giản, dễ hiểu nhất. Web 1, Web 2 và giờ là Web 3. Web 3 là cái gì mà lại được kỳ vọng là tương lai của Internet? Web 3 có thể định hình lại thế giới số và tạo ra giá trị tuyệt vời như thế nào? Web 3 có thực sự mang đến sự bứt phá vượt trội hay chỉ là thuật ngữ viển vông? Biết Tuốt Crypto sẽ cùng bạn tìm hiểu ngay trong video này. Trước khi tìm hiểu về Web 3, hãy cùng Biết Tuốt quay trở lại những ngày đầu của Internet và tìm hiểu xem Web 1 và Web 2 là gì. Vào những năm 1990, khi Internet mới ra đời, phần đông công chúng cũng đã đặt dấu hỏi hoài nghi về tiềm năng thực sự của nó. Cho đến khi Internet được phổ biến hơn thì họ thật sự cảm thấy đây là một công nghệ rất vĩ đại. Với Web 1, người dùng chỉ có thể truy cập và đọc thông tin, hoàn toàn không có sự tương tác, cũng không bị kiểm soát bởi bất kỳ ai hay là một tổ chức nào cả. Hơn nữa, Web 1 không có thuật toán để sàng lọc các trang Internet. Điều này khiến người dùng rất khó tìm thông tin liên quan. Để dễ hình dung, bạn có thể tưởng tượng nó giống như là một thư viện online. Người dùng chỉ có thể truy cập vào để xem và đọc thông tin, chứ chúng ta không thể góp ý hay là chỉnh sửa thông tin. Một công cụ tìm kiếm điển hình rất quen thuộc đối với các bạn thế hệ Gen Y tại Việt Nam mà chắc hẳn là các bạn còn nhớ, đó chính là Yahoo. Tiếp bước sự phát triển của Internet, đến năm 2005, Web 2 chính thức được ra đời, mang một diện mạo mới được cải tiến từ Web 1 và một trong những thay đổi lớn nhất chính là sự tương tác. Điều này có nghĩa là không những người dùng nhận được thông tin từ các trang mạng mà các trang mạng còn có thể thu thập thông tin từ chính người dùng. Nói một cách dễ hiểu hơn là khi bạn sử dụng YouTube, Facebook hay là Twitter thì các nền tảng này sẽ thu thập những dữ liệu mà bạn tìm kiếm để trả lại những thông tin phù hợp. Cụ thể hơn nhé! Ví dụ như bạn đang muốn tìm hiểu về blockchain thì chỉ cần bạn gõ lên thanh công cụ tìm kiếm của YouTube từ khóa blockchain. Lúc này thì YouTube sẽ đề cử tất cả những video phổ biến nhất liên quan đến blockchain cho bạn. Bởi vì thông qua thuật toán, YouTube biết rằng đó là những gì mà bạn đang quan tâm. Nghe đến đây, bạn có đang cảm thấy rằng Web 2 vẫn đang vận hành tốt và tối ưu? Vậy thì cần gì phải cải tiến nữa? Không thể phủ nhận rằng Web 2 có nhiều tiện ích và tiềm năng phát triển vô cùng lớn. Nó vẫn đang giúp cho người dùng dễ dàng xuất bản, tiếp cận đa dạng nội dung. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các nền tảng truyền thông xã hội như là Facebook, TikTok, YouTube ngày càng cải tiến công nghệ. Chúng tự động đề xuất các hình ảnh, video thông qua lịch sử tương tác của bạn với các thông tin trên nền tảng. Vậy cơ chế nào để những ông lớn này có thể làm được điều đó? Nếu đã dùng mạng xã hội thì chắc hẳn bạn cũng đã nghe đến cụm từ Facebook nghe lén. Đúng vậy, Web 2 đang dần lộ ra yếu điểm, chính là việc thông tin cá nhân của người dùng bị xâm phạm. Những gã khổng lồ công nghệ như là Google, Amazon và Facebook đang hàng ngày thu thập dữ liệu và bán thông tin cho các đại lý quảng cáo. Đây cũng chính là cách mà những ông lớn này kiếm lợi nhuận và có thể giữ cho nền tảng của họ luôn miễn phí nhằm mục đích giữ chân người dùng và độc chiếm thị trường. Để giúp cho người dùng có thể kiểm soát được quyền riêng tư cũng như là dữ liệu của mình thì đây là lúc Web 3 xuất hiện. Vậy Web 3.0 là gì? Điều gì đã khiến cho Web 3.0 thay đổi hoàn toàn luật chơi? Và lúc này, điểm sáng cho Web 3.0 đó chính là dựa vào công nghệ mở đường blockchain. Đây là loại hình công nghệ giúp lưu trữ, sắp xếp và quản lý thông tin trên mạng lưới Internet một cách phi tập trung. Blockchain dựa trên mạng ngang hàng, mỗi một thiết bị trên hệ thống được xem là một nút thắt độc lập. Các thiết bị chia sẻ thông tin trực tiếp với nhau mà không cần phải chịu sự kiểm soát bởi bất kỳ một máy chủ hay là công ty nào. Điều này đồng nghĩa với việc không có thiết bị đơn lẻ nào có thể đặt quyền kiểm soát đối với dữ liệu của bạn. Đây được gọi là nền dân chủ kỹ thuật số. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về blockchain thì có thể xem lại video trước đây của Biết Tuốt đã đề cập về vấn đề này. Nếu ở Web 2.0, những dữ liệu của người dùng bao gồm thông tin cá nhân của họ và nội dung mà họ sáng tạo ra bị kiểm soát bởi các ông lớn công nghệ, thì ở Web 3, hứa hẹn người dùng chính là chủ sở hữu dữ liệu của họ. Họ hoàn toàn có quyền quyết định và kiểm soát được những dữ liệu đó. Đây được xem như bước đầu tiên trong công cuộc chuyển đổi cán cân quyền lực. Ví dụ trong thời gian gần đây, khi Facebook đổi tên thành Metaverse, thì họ đã ngang nhiên loại bỏ đi tài khoản Instagram của người dùng có tên Metaverse. Vì Facebook xem đây là tài sản thuộc quyền sở hữu của họ nên đã lấy tên và xóa tài khoản mà không cần phải xin phép hay là hỏi ý kiến của người dùng. Chỉ với một ví dụ nhỏ như trên, ta cũng đã có thể thấy được quyền lợi của người dùng ở Web 2.0 là rất mong manh. Hoặc một vài ví dụ thiết thực hơn về quyền lợi của người dùng đó là lợi nhuận.
như trước đây, ca sĩ hoặc là nghệ sĩ phải phụ thuộc vào những nền tảng như là Spotify hay là Twitch để tiếp cận khán giả, phân phối sản phẩm và nhận được hoa hồng từ nền tảng. Hay những người sáng tạo nội dung trên YouTube đăng tải video của mình lên và được trả tiền hoa hồng từ lượt view. Tuy nhiên, số tiền hoa hồng ở đây đã được phân bổ nhỏ lẻ cho nhiều bên trung gian. Sau cùng, chủ sở hữu như là ca sĩ, nhạc sĩ hay là người sáng tạo nội dung nhận được chỉ là một phần nhỏ so với doanh thu mà đáng lẽ là của họ. Điều này đang được xem là bất công so với chất xám mà họ bỏ ra. Với Web3, ca sĩ, nhạc sĩ có thể trực tiếp đăng tải những tài sản của họ lên mạng thông qua công nghệ blockchain. Sản phẩm của họ sẽ được số hóa thành token hay là NFTs. Họ có thể kiếm lợi nhuận từ việc bán các sản phẩm đó và hoàn toàn có thể loại bỏ được bên thứ ba. Hoặc nếu có thì cũng chỉ cần chi trả một số ít phần trăm tổng lợi nhuận của mình. Chúng ta có thể hình dung rằng Web3 là sự kết hợp giữa yếu tố phi tập trung của Web1 và sự linh hoạt và hiện đại của Web2.0. Nghĩa là không ai có quyền kiểm soát thông tin và người dùng có thể thoải mái chia sẻ nội dung của chính họ. Có lẽ vậy nên Web3 đang được đánh giá là mối đe dọa cho các ông lớn. Nó thay đổi luật chơi, loại bỏ trung gian và san bằng lợi nhuận. Mặc dù được kỳ vọng mang lại nhiều tiềm năng, nhưng Web3 đang là vấn đề khiến nhiều người phải nghi ngại. Trong đó có CEO của Tesla, Elon Musk. Ông đã từng đăng tải tweet gọi Web3.0 chỉ là một thuật ngữ dạng truyền thông tiếp thị, chứ không mang nhiều ý nghĩa thực tế. Nhưng các ông lớn như là Facebook, Google lại đang rất tích cực và không ngại chi vào việc phát triển Web3 để có thể giữ vững được vị thế của mình trong tương lai. Hiện tiềm năng của Web3 vẫn còn nhiều điều để bàn luận. Điều đó cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, Web3 cần thời gian để giải mã, bởi Web3 là một khái niệm lớn bao hàm hàng loạt các ý tưởng nhỏ. Nó đang dần được hình thành và phát triển. Chúng tôi rất vui khi có thể chia sẻ những điều hữu ích này đến với bạn. Nếu bạn cảm thấy video của chúng tôi thú vị, hãy bấm nút like và subscribe để chúng tôi có thêm động lực ra các video mới hơn. Cảm ơn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.